full spoiler One Piece chapter 1114. Ai cũng trông chờ về cặp băng sẽ nói cái gì trong buổi phát live những lời chăn trối. Không có kho báu nào đâu, chỉ có hung tin thôi. Chắc vừa rồi lão tuyên bố thế giới đang chìm khiến cho tất cả mọi người đều sốc ngang. Họ còn chưa kịp hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra thì chắc mấy tuần này tiến sĩ điên tiếp tục mang tới những thông tin nóng hổi khác. Câu chuyện về Joy Boy sẽ làm ngứa mắt chính phủ nhưng đổi lại sáng mắt những người dân vô tội, những nô lệ từ trước đến giờ chỉ biết chấp nhận số phận sống dưới đáy của xã hội. Dù với cặp băng khiêm tốn nói lão cũng chẳng biết gì nhiều, nhưng bất kỳ một thứ gì mà lão tuôn ra khỏi mồm sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng, mở ra lịch sử thiêng liêng đã bị chôn giấu hàng thế kỷ. Cứa vào từng nhát dao tham vọng của bọn đầu têu ngồi trên đỉnh Marine Joy. Và ngay bây giờ cùng mình tổng hợp spoil tất cả những cái lời phát ngôn của Vika Bang. Anh em ấn like đi rồi get go ngay thôi nào. Doflamingo và Megalon sắp trở lại. Ngay sau khi nghe Vika Bang đàm đạo về câu chuyện thế giới đang chìm, ở tổng bộ Akainu vẫn cau có như mọi khi. Mặt hắn cay như khỉ ăn ớt. Quỷ đỏ có vẻ như sắp khóc nức tới nơi rồi với những kết quả bạc nhược mấy tuần vừa qua. Tổng bộ nháo nhào cả lên, chỉ huy thì nóng gan cả ruột, cấp dưới thì cái bọn đầu đất chẳng biết cái quái gì đang sắp diễn ra. Nội trấn an bọn chúng cũng mất khá công sức đấy. Ở Impel Down, hình ảnh quen thuộc của ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Trong lao tù, cựu thủ lĩnh băng đôn Quixote khét tiếng đang tám chuyện với cựu giám ngục nhà tù. Hai kẻ lưu lạc này trở nên thân thiết quá nhở. Luffy gợi mở với Megalon về chuyện họ nên tìm kiếm một chỗ cao hơn cho an toàn. Câu đùa vu vơ nhưng cũng khá là thú vị đấy. Bị giam tận sâu mấy chục mét nước, lo làm gì chuyện biển dâng cơ chứ. Ý là tên Joker muốn Megalon nghe lời hắn cùng nhau tẩu thoát khỏi đây, lên bờ để tận thưởng ánh sáng mặt trời một lần nữa. Phải chăng dấu hiệu cho thấy Hồng Hạc sắp bay ra khỏi cái lồng sắt giam cầm. Chuyện Joker comeback manga cũng không có gì mới cả, điều mà chúng ta luôn trông chờ. Muốn nói thêm mấy cái lần nữa thì đúng quả là spoil đáng đồng tiền bát gạo được không nào. Kẻ như Luffy bị kìm chân ở Impel Down quá phí. Một tên long tinh bị lưu đày nắm giữ rất nhiều bí mật của thánh địa. Còn với Megalon, ông là người hiếm hoi đã từng hạ gục được Luffy. Thằng bên chưa có cơ hội trả đù. Hai kẻ này nếu cùng nhau hợp tác thì anh em nghĩ sao? Với kiến thức của cả đôi cánh đen, việc trốn khỏi Impel Down nằm trong tay của Megalon. Ông không còn là giám ngục nên lật kèo chính phủ cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ cả. Nếu đúng sự thật sau vụ này, Doflamingo hợp tác với Megalon phá đảo nhà tù dưới biển. Và chắc chắn rồi, sự trở lại của họ sẽ rất được chờ đợi. Không còn với vai trò phản diện đối đầu thằng bên, mà lúc này chính phủ thế giới mới là kẻ thù số 1. Mình đặt kèo tài, cả hai sẽ thoát ngục thành công. Ông nào kèo xỉu, một trong hai, hoặc cả đôi cùng nhau cạp đất, hãy cùng comment bên dưới nha. Bí mật về Mother Flame. Trong khi Thánh Ma còn đang loay hoay ở chỗ bộ não khổng lồ của Vegapunk, Thánh Saturn đã tìm được nơi chứa Mother Flame để đảm bảo rằng nếu trạm năng lượng bị phá hủy, nơi sản xuất viêm mẫu sẽ được bảo vệ. Hình dạng ngọn lửa thiêng liêng hiện ra khiến tất cả đều phải sững sờ. Một ngọn lửa nhỏ xíu xìu xiu đang cháy bên trong bồn nước giống với cái bồn chứa não của Vegapunk. Thế quái nào chuyện này xảy ra được cơ chứ? Lửa cháy trong nước ư? Đúng là phim viễn tưởng mẹ rồi. Làm tôi nhớ tới bộ xứ sở nguyên tố coi mà cảm động phết các bạn ạ. Có khi Punk làm thế để kìm hãm viên mẫu, bởi vì chúng ta đều thấy sức công phá của nó quá khủng khiếp như thế nào. Một đòn duy nhất bay màu cả vương quốc Lelucia. Mother Flame nguyên mẫu kiểu như đang tích tụ năng lượng. Nếu nạp đủ mana, nó sẽ trở nên khổng lồ như hồi hủy diệt Lelucia đấy. Đây được cho là nguyên nhân gây ra động đất kèm với sóng thần nước biển dâng lên thêm 1 mét như Vegapunk đã từng nói. Tuy nhiên chỉ là suy đoán của mình thôi, bởi vì Punk cũng chưa xác nhận tại sao có vụ động đất mấy tuần trước. Viêm mẫu bị đồn thổi mang sức nóng của thần hủy diệt. Vegapunk nói rằng ông đã tiến gần tới mặt trời như vị thần Icarus, người bay rất gần tới ánh sáng thái dương trong truyền thuyết. Nếu bạn có xem qua phần phim Eternal, người bất tử của Marvel, đoạn cuối Icarus thực sự đã tự trừng trị bản thân bằng cách bay thẳng đến mặt trời, chưa rõ sự sống chết. Trong One Piece thì có vẻ như Vegapunk đang ví mình như là Icarus vì chính ông cũng phát triển Mother Flame với sức nóng tiệm cận mặt trời.
Ngọn lửa này là vũ khí quá nguy hiểm để chính phủ trừng phạt các quốc gia thành viên. Như đã biết, một cú thả lửa từ trên không, mọi sinh vật khi chạm vào đều bốc hơi ngay lập tức. Nếu so sánh kiểu như là bom nguyên tử ngày xưa từng thả xuống Nhật Bản ấy, Vegapunk tuy không phải là người phát minh nhưng cũng góp phần phát triển về mẫu. Giống như Einstein ngày xưa thì giúp cho Oppenheimer hoàn thành quả bom nguyên tử đầu tiên vậy các bạn ạ. Thế giới chìm không phải thiên tai. Vegapunk tiếp tục dẫn chứng cho thấy thế giới đang dần chìm. Từ vụ động đất khiến nước biển dâng lên 1 mét, ông tin rằng đây không phải là thiên tai mà có sự nhúng tay của con người. Mình cũng không nghĩ ra lý do nào hợp lý hơn vụ viêm mẫu đánh xuống Lulusia cả. Đó trùng hợp diễn ra vài tuần trước nên có thể đây là một nguyên nhân dẫn tới động đất kèm với sóng thần. Chung quy lại, Vegapunk muốn nhấn mạnh rằng nước biển dâng là do con người tạo ra, có kẻ đứng sau muốn nhấn chìm địa cầu. Tốc độ ấy ngày càng trở nên nhanh chóng, không sớm thì muộn, phần đất liền sẽ ngập hẳn trong nước biển. Người cá lên ngôi, nhân loại xuống đáy xã hội. Hèn chi ngũ lão rất muốn phá hủy cái trạm năng lượng, nhưng họ vẫn đang cân nhắc rất kỹ. Nguyên do Mons Flame quá quan trọng với chính phủ. Ngọn lửa nhỏ bé tẹo thế thôi, nhưng mà nha, nó lại mang sức công phá không khác gì là vũ khí cổ đại. Theo anh em, nó có phải Uranus, vũ khí hủy diệt thứ 3 đã từng tồn tại ở trong thế kỷ trống hay không? Có khả năng lắm chứ, bởi vì ngu lão vẫn chưa dám làm càn. Để bảo vệ viêm mẫu cần phải những cái đầu tỉnh táo. Saturn sẽ đối đầu với các thành viên băng bụi rơm. Trừ khi hết cách chứ không thì lão cũng sẽ chẳng đồng ý phá hủy trạm phát năng lượng đâu. Với việc đầu tiên, Vegapunk sẽ liên tục cảnh báo thế giới đang chìm. Nói đúng hơn là nước biển đang dâng lên. Ông muốn mọi người nhận ra rằng cần phải làm cái gì đó để ngăn chặn thảm họa tận thế. Ông thừa biết một điều rằng khi mà thông báo này được công khai, Punk chắc chắn sẽ toi mạng. Thế nên mới quyết định phát like khi mà trái tim ngừng đập, lão là tính hết rồi để có thể qua mặt ngũ lão tinh. Liên kết với những câu chuyện trước đây ở Water 7, Enelope hay Wano Quốc vừa rồi, rõ ràng suốt hàng thế kỷ qua, phần đất liền đang ngày càng một biến mất, thay thế bởi mực nước biển đang dâng cao. Với tốc độ này, tận thế đang tiến đến rất gần. Tư cách một nhà khoa học không cho phép Vegapunk ngồi im, ông phải thức tỉnh nhận thức để mọi người cùng nhau cứu lấy chính họ. Tội lỗi của Vegapunk. Vegapunk cũng thừa nhận bản thân ông mắc hai trọng tội không thể nào thoát được. Đầu tiên, việc giúp chính phủ phát triển viêm mẫu vô tình khiến thế giới hứng chịu cơn đại hồng thủy ở trong tương lai gần. Ông không thể ngờ được nghiên cứu của mình mang tới thảm họa cho toàn nhân loại. Thứ hai, cũng giống như các học giả O'Hara, sau khi học hết sách ở thư viện O'Hara, ông tiếp tục nghiên cứu về polyp và lịch sử thế kỷ trống. Điều đó chứng minh rằng Vegapunk biết về sự tồn tại của vương quốc cổ đại cũng như là Joy Boy, kẻ thù không đội trời chung với Imusama năm xưa. Hai tội lỗi này là không thể dung thứ. Việc Punk lươn lẹo qua mặt chính phủ nhiều lần là hệ lụy buộc ông phải tương kế tiểu kế, gỡ gạc tội trạng cho bản thân. Cứu Bonney, cứu Kuma, giúp đỡ cho băng mụ rơm, cài cắm Tutsi và CP0, tất cả đều chuẩn bị cho cái chết nhẹ nhàng nhất có thể xảy đến với một người mang đầy lòng trắc ẩn như Vegapunk. Với một nghiên cứu khoa học, ông đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nhưng về đạo đức, Vegapunk không thể nào tha thứ cho chính mình. Punk nói rằng ông chỉ biết sơ lược về trận chiến 800 năm trước, nhưng sẽ kể hết mọi thứ không sót điều gì về những cái điều mà ông đã được học. Bắt đầu với nhân vật huyền thoại Joy Boy của vương quốc cổ đại. Truyền thuyết sự ra đời của Joy Boy. Joy Boy cái tên xuất hiện đầu tiên khi mà băng mũ rơm du lịch tới đảo trời 2 năm trước. Trên tấm polyp màu xanh, Roger đã nhờ Odin khắc dòng chữ Gold Roger đã từng tới đây. Bên dưới bức thư của Joy Boy, kể từ đó thì cái tên cậu bé vui vẻ luôn khiến độc giả phải tò mò về sự tồn tại của mình. Và ngay bây giờ, Vegapunk đang cung cấp cho chúng ta những thông tin chính thức đầu tiên về vị vua của vương quốc cổ đại. Joy Boy có cơ thể co giãn tùy ý, rất giống với hình tượng thần mặt trời Nika trong truyền thuyết của tộc Elbat. Tức là Joy Boy, nếu không lầm, là xuất thân của tộc Elbat khổng lồ trắng. Bởi vì bên dưới thánh địa Marenjoy thì lại tồn tại một cái chiếc mũ rơm khổng lồ được cho là thuộc về kẻ thù số 1 của Ymir. Thế nên Joy Boy là tộc cự nhân cũng không có điều gì là quá lạ. Khi Luffy sử dụng Gear 5, cậu thường phóng to cơ thể trông như một người khổng lồ. Cú đấm hạ gục Kaido ở Onigashima chẳng khác gì là một cú đấm của tộc cự nhân cả. Joy Boy là người khổng lồ ư? Có thể lắm chứ,
ngồi lên ngai vàng của Đại Vương quốc thì phải sở hữu thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp. Bảo sao tộc Elbat bây giờ tôn Luffy như là thánh, như đấng cứu thế. Lý do là vì thời xa xưa cái tên Joy Boy là quá vĩ đại trong lịch sử của họ. Cậu bé cười được biết đến là người đầu tiên ra khơi và trở thành hải tặc. Cướp biển từ lâu gắn liền với hai chữ tự do. Thế nên ông mới được gọi với danh xưng là chiến binh tự do, cũng là điều dễ hiểu thôi. Tên hải tặc đầu tiên trong lịch sử, bằng cách nào đó đã trở thành kẻ đối đầu trực tiếp với Imu, một vị vua danh cao vọng tộc. Và theo anh em rằng có phải do mối tình tay tư, nữ hoàng Lily phải lòng Joy Boy, Imu ghen ăn tức ở nên mới trả thù Joy Boy, nhưng Joy Boy lại thề non hẹn biển với công chúa người cá cổ đại, nên sau cùng bị Lily phản bội, hợp tác với Imu đánh bại và tiêu diệt luôn vương quốc cổ đại. Ấy vậy, sau cùng thì Imu vẫn không có được tình yêu của nữ hoàng Lily vì nàng đã hối hận và rời đi khỏi thánh địa. Còn Joy Boy đành phải để lại lời hứa còn dang dở cho người thừa kế ý chí của mình vào 800 năm sau. Tất cả sẽ được tiết lộ trong buổi live viral toàn cầu của Vegapunk. Đây chỉ mới là những thông tin đầu tiên thôi. Drama còn dài lắm nha anh em nhá. Tiếc là tuần sau lại break mất tiêu rồi. Video phân tích chi tiết sẽ có trong ngày nay hoặc ngày mai anh em nhá. Ok, trên đây là video spoiler One Piece chapter 1114. Ý kiến của anh em là như thế nào? Hãy cùng comment bên dưới nhá. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn lên sóng số ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Linh Nguyễn. Nay AD làm video muộn quá. Muộn mà làm kỹ còn hơn nhanh nhẩu ẩu đoảng bạn nhá. Anh em thích xem phân tích tấu hài thì ghé lại hàng quán trà đá xăm soi của mình nhá. Bạn Sung Lương 627 à? Làm video về Luffy là con Roger đi, A là con Dragon. Bạn có lòng thì mình sẽ có mề thôi, đã thích thì sẽ nhích. Chờ video giả thuyết của AD nhá. Bạn Long16ATVN, từ bây giờ tới hết arc Exit này, Zoro và Sanji phải gánh team cho băng mũi rơm. Các bạn thấy nhá, tính ra chương mới, đôi cánh Ikaros khá là phù hợp khi mà chúng ta nói về cặp cánh vua hải tặc Zoro và Sanji nhá. Tiến gần đến mặt trời Luffy chứ còn gì nữa đúng không nào? Và chương trình tặng bộ ảnh nền điện thoại cực chất, bạn nào mà muốn dinh nó về thì hãy bình luận mail bên dưới để thuyền trưởng xăm soi gửi tặng bạn nhá. Mãi yêu anh em.